Người đẹp rất xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông. Con có thích mặc áo dài không? Dạ thích. Cái màu tím này có phải là is your favorite color? Yeah. Còn màu khác nữa không? Hay là con chỉ có một cái áo dài này thôi? Dạ, con có hai áo dài kia nhưng mà con đem cho người ta rồi. Good job, good job. Number 18. Con trả lời, cái áo dài của con ai chọn vậy? Áo dài rất là đẹp. Ai chọn cho con? Who picked it out for your áo dài? It's mom or your dad? It's okay. À, bé số báo danh A11, con tên gì? Con tên Ni. À, con có thích đi thi áo dài không? Dạ thích. Con thức dậy lúc mấy giờ? Con không biết. À, ai chải tóc cho con đẹp cái gì? Dạ tiệm làm cho con. Dạ. À, cô thấy là con đầu tư rất là công phu cho cái cuộc thi này. Cảm ơn con với ba mẹ. À, con có biết áo dài là mặc với cái gì không? Ví dụ như mình đội trên đầu là cái gì? Gọi tên cái mà con đang đội trên cái đầu. Cái khẩn. Cái khẩn. Nó còn một cái tên gọi nào khác nữa không? Dạ không. Dạ, nó còn gọi là khăn đóng. À, con có biết áo dài còn có thể đội với một cái gì khác nữa không? Dạ không. Còn có thể đội với nón lá. Rồi, cảm ơn con, rất là thông minh. Sao em khóc vậy? Không có sao đâu em. Em nervous quá em khóc. Vậy thì qua qua người này đi. Bác qua người này. Dạ. Con tên Mày Đà Lạt. Nói em quay mặt lại. Em tên gì? Con tên gì? Mày Đà Lạt. Hả? Con tên gì? Con nhìn cô nè. À, cô Diễm Xuân hỏi con nhé. À, cái chiếc áo dài của con đó là con hôm nay con đi thi đó, thì con thấy con có thích lắm không? Dạ. Con thích không? Dạ. Dạ. À, thế thì chiếc áo dài này ai may cho con? Hay là ai mua cho con? Bà ngoại. Em tên gì? Em giới thiệu cho quý khán giả nghe coi. Dạ, con tên Catalina. Tiếng Anh của chiếc áo dài là con gọi bằng gì, con biết không? Dạ không. Chỉ là cũng sometimes they still call áo dài, or you can call traditional dress. Chỉ nón lá đó con mua ở đâu vậy? Con mua ở Phước Lộc Thọ. Đúng rồi. Good answer. Cho cô hỏi con một câu nha. Cái nón con đang cầm trên tay gọi là cái gì? Dạ, nó kêu là nón lá. Rất giỏi. Cái áo con đang mặc gọi là cái gì? Dạ, nó gọi áo dài. Rất giỏi, cảm ơn con. Cho cô hỏi A19. Alo, bé dạ, tên gì? Con tên Hà Lâm. Ồ, rất giỏi. Con mấy tuổi? Dạ, con 3 tuổi. Wow. Con có biết con có muốn thi đậu giải thưởng hôm nay không? Dạ, muốn. Wow. Con nói ban tổ chức cho con một giải đặc biệt nhỏ nhất ở đây không? Dạ muốn. Rất giỏi, cảm ơn con. Con hỏi thử thêm nữa nha. Con hỏi hơi nhiều với con nhưng mà con rất là thông minh. Con đang đội cái gì ở trên đầu vậy? Cái áo con đang mặc gọi là gì?
tiếng Việt Nam. Ồ, rất là thông minh, cảm ơn con, rất là dễ thương, cảm ơn con. Dạ, con biết chúc Tết không? Con biết chúc Tết không? Con chúc Tết cho tất cả mọi người ở đây nghe. Dạ biết. Rồi, xin mời. Chúc Ban giám khảo năm mới ăn khang thịnh vượng. Wow, cảm ơn con. Bé nói là chúc Ban giám khảo và bé nghe nè và tất cả mọi người năm mới ăn khang thịnh vượng. Cảm ơn con. À, mọi người cũng chúc cho riêng con mau lớn, thông minh, học giỏi và gia đình cũng được nhiều phước lành. Cảm ơn con. Con tên gì? Tên con là Quỳnh Anh. Con mấy tuổi? Dạ, con 5 tuổi. Ồ, hôm nay con bận chiếc áo dài màu đỏ. Con có biết con bận cái quần màu gì không? Màu vàng. Quá giỏi. Và con mang cái đôi hài đó là màu gì? Màu đỏ. Wow, con quá dễ thương. Rồi, thank you con. Em chúc Tết cho quý khán giả nghe coi. Em có biết chúc Tết không? Ai chọn áo dài này cho con? Pick this dress for you. Bắt cỡ thôi, skip nha. Benny. Con chúc Tết lại đi cho tất cả quý vị nè. Em tên là Benny Phạm. Chúc Tết tất cả quý vị đi con. Không biết chúc phải không? Em biết chúc không? Chúc chung với Jennifer nha. Bé Danny. Hello Danny. Con có thể nói cái gì con muốn với mọi người ở đây? Con nói tiếng Nhật. À, con nói tiếng Việt rất giỏi. Cảm ơn con. Em nói tiếng Nhật cho quý khán giả nghe lần nữa nha. Em nói lại nghĩa là gì vậy? Xin chào, em tên là Benny. Quý vị khỏe không? Wow, giỏi quá. Em dạy. Ai dạy em nói tiếng Việt, tiếng Nhật vậy? Daddy. Daddy của em là ai vậy? Phạm Khanh. Mọi người cảm ơn con là thí sinh nam duy nhất ở đây. À, còn một em trai nữa. Cảm ơn con. Tại vì áo dài không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà đàn ông vẫn có thể mặc áo dài. Cho cô hỏi bé kế bên. Thank you. You're welcome. Cho cô hỏi bé kế bên. Bé yêu, con tên gì? Jessie. Giỏi lắm. Con có biết cái màu áo con mặc gọi là màu gì không? Màu hồng. Rồi, rất tốt. Con có biết cái quần con đang mặc gọi là màu gì không? Màu trắng. Cái áo con đang mặc gọi là áo gì? Áo dài. Cái khăn con đang đội lên đầu gọi là gì? Do you know what it's called? Gọi là khăn đóng hoặc là cái mấn. Cảm ơn con. Người đẹp rất xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương một nét Á Đông. Chương trình này được đặc biệt bảo trợ bởi Odyssey Insurance Agency, nơi đặt đúng niềm tin, 714-839-1498. iCare Optometry FV, hãy vào thăm trang nhà baxi.com ngay hôm nay, 714-418-9607. Thanh Lê Yến, người ơi chọn mặt gửi vàng, chắc ăn nên đến mua hàng Thanh Lê. Thanh Lê Yến, nơi đáng tin cậy, 714-918-9788.
Kim Piano, đại lý hàng đầu piano hiệu Kawai, 714-828-1000. Chương trình này được bảo trợ bởi Total Vegas, Tung Vó, Lước Đến 2014. K&P Dental, con của quý vị cũng như con của chúng tôi, 714-890-9090. MV Herbs, sức khỏe là vàng, 714-722-9709. Passion Karaoke, dàn máy karaoke top of the line, nhận gửi hàng đi khắp tiểu bang Hoa Kỳ. Westland Restaurant, nhà hàng cá chín món, The Best in Town, 714-929-9662. Family Joy Health Network, 1877-533-3012. Orange Coast Memorial Medical Center, 714-378-7403. West Coast Surgical, làm điều đúng, đúng ngay từ đầu, 714-861-4560. Sài Gòn City Marketplace, thực phẩm tươi ngon giá rẻ, không đâu sánh bằng, 714-531-9800. Princess Lifestyle, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ, 1-800-990-8319. Công ty thực phẩm Tây Hồ, mang hương vị Việt Nam đến với mọi nhà, 1-888-84 Tây Hồ. EVA Airway, hoàn toàn dễ chịu, thực sự thoải mái, 1-800-695-1188.